chặt pin rồi đó. Mỗi người mình nếu người lâu được là tốt, không được á nhất 5 phút 5 phút mà cứ làm đường xuyên để mình cột cái tâm mình cứ giả sử giống như người mình á lục căn á, giống như mộng khỉ, mộng chó sói, mộng cọp, mộng cá sấu, một con chim đại bàng trong người mình á, mỗi con nó bay hướng không, thì là mấy cái căn của mình một con nó bay á, mà là một con nó đi về mỗi hướng, thì mình ngồi thiền á là mình cột nó lại, cột năm năm cái con đó lại. Kiểu nó cũng giống vậy, cho nên làm gì làm đọc kinh thì cũng cần phải đọc, nhưng ngồi thiền là chính, thì từ đó mình mới bớt bệnh tật. Cái bệnh mà dễ ợt mà mình tốn biết bao nhiêu tiền bác sĩ đó là bệnh mất ngủ, ngồi thiền là ngủ được, ngủ ngon luôn. Với cái bệnh mà lãng cảm, bệnh liệu cũng bớt bị người ta gạt nữa. Còn Phật tử thời nay cái tâm bị loạn lăng tăng, nhưng mà làm chuyện gì nó cũng giống như cho giá giá díu thôi, nó không có cứng cứng cáp. Nên đệ tử họ thiền là phải ngồi thiền là chính. Nếu đứa đọc thử có ai hỏi. Tụng kinh mà không có lại sám hối hả? Phải lại, không lại được thì ngồi cứ vậy cũng được. Quan trọng là cái đầu mình ngã xuống thì cái lại ra thức mình nó ngã theo, thì lại mình nhớ cái lỗi của mình. Còn cái đầu mình cứng đơn vậy mình đọc cũng như không. Nên người Tây Tạng hay mấy người ta lại vậy nè, ta lại trên tiếng, ta đi cây số, cái mặt của ta đặt xuống đất là không ấy, là để cho hạ cái ngã của ta xuống. Phải lại. Bị gì? Không có gì phải sợ hết. Cái đó là đi đúng rồi đó. Có lúc con sẽ thấy cái người có con bự như là khổng lồ. À, mà có lúc từ từ mình bay hỏng mặt đất, cái đó là chuyện bình thường thôi. Chứ giữ bình tĩnh trong lúc ngồi thiền, mình đừng có hung trầm là quan trọng. Nó tu mà sợ gì, gì là tốt, không có gì phải sợ hết. Cái vô rồi thì về hỏi là sơ thiền rồi, trong cái trong cái tiếp tục phụ chỉ sẽ làm vậy hoài vậy. Thì có những lúc con sẽ gặp những người hiện về, nhưng mà những người mà mắt đỏ hay là cái mình sẽ thính lắm, tại khi lục căn mình lỗ mũi cũng thính, thì họ ma quỷ nó có cái mùi của nó nữa, tới thấy mùi hăng hăng đó là biết dân chơi rồi đó, kệ nó nói gì kệ nó, đừng có nghe lời nó, hỏi đi à, tới giỡn mình thôi. Nhưng mà có những lúc chư thiên tới cái mùi thơm thì là chư thiên, nghĩa là mình ở trong cái ngưỡng cửa tiếp xúc với bên mấy chư vị rồi đó. Cái mùi thơm ngộ lắm, thế gian này con sẽ không có cái mùi nước hoa đó, bình thường, rất là bình thường. Số 1 đệ tử này á, cho thành Phật trước mình hả, đệ tử đi nhận mấy đệ tử này cũng có lý đó.
lớn ra tiếng người thần thông mình có đó. Hả? Nếu người lớn ra đó tiếng người thần thông mình có đó. Rồi con có thằng chồng phải không? Nó ngủ kế bên phải không? Dạ không, con thì lúc 5 giờ sáng ở trong căn phòng. Bữa nào á để nó ngủ, rồi con ngồi thiền trên đầu gối của con á, con thấy nó ngủ ngon á, con ngồi thì con làm gì? Con ngó lại bữa nào mà con thấy con ngủ kế cho sói là con quản hồn, rồi lúc đó con có thần thông mày. Tại con sư phụ bảo đảm nó không phải là con người, nó phải là con gì đầu thai là nó á. Nhưng mà đừng sợ luôn. Bữa nay Biden chịu chơi lắm, giống tuyên bố thế giới. Ok, mình chuẩn bị bom tử nghe, bắt đầu kêu dân Mỹ, bắt đầu chuẩn bị giống như mấy cái đồ thuốc men để cho chất phóng xạ rồi vậy đó. Một tổng thống Mỹ mà nói như vậy cả thế giới sẽ nghĩ như sao? Sợ đúng không? Nhưng mà con Thiên cứ ngồi tỉnh như ruồi vậy đi. Ừ, ông muốn nói gì ông nói à. Sư phụ nó không có bom tử, tức là không có. Hồi xưa mấy chư Phật đã hứa rồi. Mà giờ cả thế giới ai cũng lo hết trơn á. Tại vì tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô rời bến. Ông Biden ông mới tuyên bố. Có phải cái thời đại này thấy lạ không? Quá lạ phải không? Xe giá xăng sắp sửa lên nữa nè. Tại vì thằng Trung Đông á, nó cúp. Nó không có sản xuất 2 triệu thùng dầu thô, tức là giá xăng sẽ lên. Tiền lời sẽ lên. Đời sống mình càng ngày càng khó khăn. Chỉ có một cái phao mà mình ôm được, một khúc gỗ mục, một cái xác phao mình ôm được. Và một cái người bạn đời trung thành nhất của mình ôm được. Chồng mình đừng tỉnh là trung thành mình. Vợ mình đừng nghĩ trung thành mình. Nhiều khi đến lúc mà mình biết đường về trời, nó không biết đường á, là lúc đó lục đục á. Chỉ có cái này là trung thành với mình nhất đời, đó là cha mẹ. Gán dữ, lúc buồn, lúc vui, lúc bôn tử nó có nổ nữa đó, cũng gán niệm Phật. Cha ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Mình có thằng đệ tử bữa nay nhắn tin cho phụ quá, chồng con cấm con không có cho ra đây. Không dám nói tên này. Còn nó đòi cá độ nữa. Nó thằng chồng con nói là nếu mà từ đây cuối năm mà Việt Nam thay đổi thì nó sẽ phục sư phụ, còn nếu không là con đại khái vậy đó. Cái thằng chồng con cái đầu chắc bự bằng cái lu quá. Dám cá độ với thượng đế. Có những con người lì. Tức nghĩa là những gì tiên tri mình đã nói rồi. Bộ bao nhiêu chuyện 3 năm nay chưa đủ sao, còn phải gì nữa. Giờ lộ muốn hết rồi. Mình giờ mình chỉ cần ngồi đây. Bữa nào mình có duyên mình học thêm được gì mình học. Chứ còn cơ vận nó đã vậy, ai cũng biết là Việt Nam sẽ thay đổi, ai cũng biết Putin sẽ xông hàng xuống, Nga sẽ tiêu, nước Tàu cũng tiêu. Việt Nam mà cũng làm gì Việt Nam đặc biệt hơn mà giữ được. Hai thằng khổng lồ là mình thấy tiêu trước mắt rồi đó. Công nhận không? Trước khi mà tháng 2 ngày 24, trước khi Putin tấn công Ukraine, có ai nghĩ là ông hề để đến thắng cái thằng mù mô này không? Cái nước nghèo á mà là nhỏ xíu mà lại thắng không? Đó là một chuyện lạ rồi đó. Có ai bao giờ nghĩ Đài Loan nhỏ xíu có một bà phụ nữ. Mình dùng Việt Nam mà nói gì phụ nữ đi không có ba mặt cỏ lại gì ta. Bác nhớ rồi đó. Vậy mà lại thắng tập trận mình. Tập mình gặp bà là cũng sợ á. Đúng không? Cái này cũng lạ. Còn cái lạ nữa. Có ba giờ ai nghĩ ông Trump càng thua lại càng thắng không? Cả thế giới thương bây giờ cái người mà ghét ổng thời xưa á.
Mỹ Đen hay Mễ bây giờ cũng thương ổng nữa. Đó là chuyện lạ. Còn cái chuyện lạ mà mình ngồi ngay đây nè, là có người biết hết, nói chuyện cho mình biết chuyện gì xảy ra, cũng giống như phim mà phim trước trước vậy đó. Trước khi nó ra ngoài gạt. Có phải là nước Việt mình có phước không? Mình nói tiền thành tiền giấy, bữa nay trang cái nhà băng, nó không có cho vô rút luôn. Đó là phải cảm ơn ngài phải không? Cảm ơn Đức Thầy á, sư phụ của sư phụ đây, Đức Quỳnh Phú Sở. Ngài lập cái màn này, ngài nói cơ vận đi cả ngàn năm rồi. Nó sẽ đến y chang hết những gì ta nói là 80-90% là chúng. Nhưng mà phải từ từ, chứ con đừng có nóng. Tại vì mỗi lần em nhìn vô kiến thấy tóc bạc chứ phụ ơi, tóc con bạc rồi. Ủa nhưng mà con đâu có bệnh gì đâu. Giờ thử ra thật sự không có bệnh gì hết. Lúc trước mấy vị không cho nói cho cái bệnh xiển. Sao cái xin cha xin mẹ hoài mấy clip cũ á. Tại lúc đó chưa có được lộ cơ nhiều. Cái sao này nó ok rồi cho lộ trước cái giờ hết xiển. Giờ nói được 8 tiếng. Nói về xưa mấy người nói đủ thứ để trị bệnh mình trên online đó, nói một chút. Mấy vị bóp họng cho nói. Bây giờ mấy vị cho nói giờ nói từ sáng tới chiều nó được luôn. Tức là điển nói. Mà xưa người ta đâu có hiểu. Nhiều cái ngộ vậy đó. Mình là người lạ ở đây nè. Những người mà biết mình đó, chứng minh đi. Cả cái núi mình cũng lạ nữa đó. Đến lúc ra quân thì ra quân. Đến lúc mà thủ thì mình thủ. Lúc này tất cả tăng ni của Việt Nam phải hiểu là Phật Di Lặc sẽ ra đời. Và đồng thời muốn không uổng phí một cuộc đời tu hành thì nên lén âm thầm đeo dấu hiệu này vô, tự đặt cái tên cho mình là họ Thiên. Đó là những người mà bên Đại Thừa hay là bên Tiểu Thừa, Bắc Tông hay Nam Tông, nên để mà được cứu. Tức nghĩa là mình không có uổng một đời tu tập cọp thêm cánh. Đó là việc khuyên vậy thôi. Mà bữa nay có sư cô ngồi đây cũng giống như bất kính nha. Con không phải là thầy nghe sư cô. Sư cô có gì chỉ con. Tại sư ông Lưu Bá Ôm ông nói là sau này người này xuất hiện không có nằm trong ngũ giáo. Phật giáo cũng không phải, tôn công giáo cũng không phải, tức là Khổng giáo cũng không phải, rồi Lão giáo cũng không phải, Hồi giáo cũng không phải, cứ là không có nằm trong ngũ đại môn phái. Cái gì tương lai á thì mình cũng biết sao, xui xui cũng trúng ngay vụ này nữa. Quy thì cái tâm của mình là bổn phận trước khi lại Phật, lại của quyền trước. Cha mẹ tại trần là quan trọng. Không có cha mẹ trần, không có sát phàm, không có sát phàm, không tu được, không thành Phật. Thì khi mà ông bà mình á, mà còn sống không có hiểu Phật, thì con cháu hiểu thì cũng nên quy giùm. Rồi ông bà bên kia, bữa đó ông bà đang bay lợ lẫn ở đâu á, làm cô hồn gác đảng ở đâu á, mà ông bà mà thương con cháu mà nghe quy giùm thì ông bà chịu, thì ông bà cũng là họ Thiên được. Nhưng mà mình làm là bổn phận của mình làm. Còn cái chuyện của ông bà có đồng ý hay không á, là do cái thần hồn ông bà đồng ý hay không nữa. Cũng giống như má của Trinh á, thì sư phụ là người đặt tên. Mà đặt tên lúc đó cái dòng của bà đó đứng ở dưới chỗ chiếc tàu cổng Thiên Long Sơn, thì lúc đó ông Sơn Thần cũng lên ông bẩm báo, thì sư phụ mới ra lệnh Sơn Thần mở cửa cho bả lên. Thì lúc bả lên thì sư phụ là người đặt tên cho bả là Thiên gì ta, Thiên Huệ không à, thì lúc đó bả đứng mà nói chuyện Trinh ngồi đó kìa. Thì lúc đó đó bả mới dặn dò chuyện nhà gì của ông Trinh á, mấy chị em làm gì đó. Rồi bả nói má đi nghe con, rồi cảm ơn sư phụ à, bả cũng kêu sư phụ là sư phụ. Tại vì sư phụ là người đặt tên cho bả mà. Là sư phụ là người đưa bả về trời. Không tốn cây nhang, không tốn bó bông luôn.
đưa người về trời dễ vậy đó. Mà đưa ngay chỗ cái bàn, mà chỗ cái container á, mình đang ngồi đó, bà đứng đó, bà quỳ đó. Hả? Cái đó thì theo mình đoán á nghe, có thể là do ăn Trinh. Tại lúc đó má nó vừa làm đám tang xong phải không con? Rồi nghĩ con lên núi con chơi đúng không? À, lên núi chơi nhớ nghe, đi ngắm cảnh. Rồi cái nó đang ngồi vòng vòng mấy cái bạn, thì có thể má nó nhớ nó vừa tới đó thì âm sơn thần cũng lên ông báo. Thứ hai có một con dông đứng bên trước cửa cho lên hay không? Mà mấy ngày đã biết con dông này á, mà sư phụ mà không đưa về trời á, sẽ đi vòng vòng ở cõi thế gian này cũng cả 100 năm, 200 năm á. Chỉ nó khoảng thời gian đó thôi, giống như là hút chuyến bay vậy đó. Cái đạo Thiên Tâm đâu ra trước 6 năm dưới gì con? Thiên Tâm lúc phổ biến trong gia đình là nó biết này mấy chục năm gia đình của sư phụ, nhưng mà ở ngoài đời chỉ biết bắt đầu từ năm 2017. Thì cũng như có cái duyên đi, nhưng mà nói chung là khi đã thành ma mà con ma không có bị tội, có nghĩa là không có ông đầu trâu mặt ngựa mà kè đó là mình mừng rồi, không có hai ông thiên tướng xuống kè là mình mừng rồi, là muốn đi đâu thì đi rồi, mà không biết đi về núi kiếm Phật nữa là số 1. Đó là vậy đó. Thì không có nghiệp cho nên nó bị lôi. Ừ, gọi đó là không có nghiệp, không bị lôi. Những cái vong hồn khi mất đó, rất là yếu, bất lực lắm. Những người không có biết về Phật, không có biết niệm Phật sẽ bị một luồng khói đen cuốn đi á, bị củ quyền dụ đi nữa. Củ quyền mình á, ông bà mình không biết tu á, dụ mình theo họ nữa, là đa số là bị cái đó. Mình đâu muốn theo họ đâu, chỉ có duyên nha. Một đời là ông nội ông cố ông sơ mình thôi, nhưng mà ông bà không có chịu tu. Mình thời nay mình thời văn minh mình biết tu, mình đứng đi theo cửu quyền. Cửu quyền mệt lắm, phải đi xin cơm xin cháo rồi gần tháng 7 rồi đi dịch đồ ăn của người ta nữa. Bao nhiêu thời đại Phật không có hứa hẹn ngày hay đúng ngày đúng giờ. Phật chỉ xuất hiện thế gian khi nào thế gian cần Phật. Phật xuất hiện ở quả địa cầu này ngay lúc này. Người nào hiểu một chút đạo thôi cũng là biết Phật Di Lặc xuất hiện ngay thời này. Mình ở vào một cái thời năm 2022 này là cực kỳ đại nạn, gọi là tám bề thọ địch. Covid, kinh tế, chiến tranh, đói nữa, sắp sửa, thì là Phật Di Lặc xuất hiện. Người nào chỉ có càng văn minh, càng hung dữ những người ác ở ngoài, trong khi mình ra đường mình gặp đó, họ mới không có để ý mấy chuyện này. Cái người bình thường mà có cái tâm thiên thôi là biết liền là Phật Di Lặc xuất hiện. Ngày xưa đó mà một người không có biết gì, chỉ cần nói thiên cơ một hai câu chúng thôi là cả làng cả xóm chạy theo mừng. Hôm nay sư phụ nói 3 năm nói cái gì cũng trúng. Ngồi sờ sờ nữa, quýnh vô mặt mắt này cũng bầm nữa. Mà giờ hậu dân không tin. Chứ giờ kêu Phật phải nói mượn cái thân nào để nói. Thân này đã ra tiếng Việt như vậy là đã đủ rồi, muốn sao nữa. Chẳng qua là con người mình cái ngã nó quá cao đi. Cũng như những đệ tử của mình xung quanh sư phụ, có những người gần sư phụ quá đó, cái ngã họ cũng lên nữa đó.
Chứ Phụ không phải người thường. Người có bảy dòng hào quang phải người thường. Mà chú Phụ không phải ngã mạng chỗ này, cũng không có gì để ngã mạng nữa. Mấy vị cho lộ để mà chi giờ chót này, để cho người ta sực tỉnh. Ông này ông nói có đúng không, có lý không, rồi có lợi cho ai cái đã. Có lợi cho ai? Lợi cho mình á. Mỗi một người nghe cái clip này, mỗi một người mà hiểu thì là có lợi cho gia đình, có lợi cho họ khỏi bị đọa địa ngục. Có những người nhiều khi còn giữ được hồn, giữ được xác. Chư Phụ được cái gì? Bây giờ Chư Phụ chỉ có về trời. Thưa cha, thưa mẹ, chúng thế gian lì quá. Con nói 100 người, chỉ có một người chưa hiểu con nữa, mà hiểu rồi 3 ngày cũng quên. Con kêu họ ngồi thiền đọc kinh, họ nói không có đủ thời giờ, không biết thời giờ làm gì. Thầy còn tha, có dạy còn ơi. Đời có dạy. Mình nói á, chuyện nhỏ, sư phụ thường lên mạng 3 năm nay là mục đích mấy vị nói để mà lèo lách chuyện lớn. Chuyện lớn là thượng thiên và nghịch thiên. Có nghĩa là trên thế giới những người nào mà thượng thiên là theo Mỹ á nghe. Nghịch thiên là theo Tàu với theo nghe. Chủ yếu là vậy, nếu mà coi lại mấy clip cũ thôi. Thầy Tennis là các Marx Lenin là chế độ độc tài vô thần đúng không? Thì mình đã cho đầy đủ thí dụ hết rồi. Giờ muốn sao nữa? Nếu mà coi lại những clip cũ cách đây 1-2 năm đi, thầy Tennis là chế độ độc tài, là các Marx với Lenin. Thượng thiên tức là không phải là người miền Bắc, cũng phải người miền Nam. Người nào đừng có ăn hối lộ, đừng có tham nhũng, lo cho dân, lo cho nước, tức là thượng thiên. Và đồng thời theo Mỹ thì có phải là bao nhiêu công ty vô nó cứu nước Việt không? Một công ty nó vô thì một công ty nó không có dọn ra. Còn bao nhiêu công ty của Mỹ về di mạch high tech nó không dọn vô thì biết bao nhiêu công ty nó đang nằm bển, nó hết cái hợp đồng nó dọn ra. Thì về dân mình đói, Bình Dương sẽ đói. Họ không có nghe lời. Miền đói là miền Tây đói là bởi vì Bình Dương việc chứ hầu hết miền Tây với miền Trung. Thì Bình Dương không có việc làm thì miền Tây đói. Thôi chị biết. Chào chị. Ôi, chào chị. Dạ dạ. Chị biết là muốn thay đổi, người nào là đạo diễn cái màn này thì người đó phải kết thúc bộ phim này. Là người nào vậy ta? Ai? Nổ. Thủ là người truyền tin. Không. Cha là coi cái vũ trụ. Cái người mà đạo diễn cái màn này từ đầu tới cuối. Không, hồi xưa trên trời á, là Minh Dương khóc cầu Phật cứu trần đúng không? Nhưng mà cái người mà xuống trần mà tái sanh 5-6 lần đó là Đức Thầy. Đức Thầy mới là người viết ra cái màn này. Con chỉ là giai phụ. Nhưng mà cái vai trò chánh là tự quên thánh đức là ngày á. Con á hả? Dạ. No. Đức Thầy đã đầu thai vô nước Việt, đã bỏ nước Tàu, Phật xuôi về Nam. Có thờ. Câu gì đó, câu gì? Ngày xưa Phật ở bên Tàu, bây giờ Phật đã chuyển lần về Nam. Ngày xưa Phật ở bên Tàu, hôm nay Phật đã chuyển dần về Nam, đúng không? Thế là Đức Thầy là người đạo diễn. Ông viết ra cuốn chuyện này. Thì bây giờ Đức Thầy không xuất hiện để mà tấm tắt lại, tức là chốt lại cái này ending. Thì làm sao nước Việt dân sống nổi? Cho nên nó hỏng bữa nay con ông bầu Trương Mỹ Lan phải không? Bị lăng bột, ngày mai sẽ có một con ông bầu khác. Thì mỗi con ông bầu mà bị bắt thì biết bao nhiêu chuyện ông bầu á, biết bao nhiêu chuyện ông thợ cũng chết đói theo á nghe. Bởi vì mới có cái bài sắm gọi là
khi đàn ông khi vỡ tổ tranh nhau hút mật xé tan bầy. Ở giờ cái tranh nhau hút đi. Còn nhiều người sẽ bị nữa. Nhưng mà cái chứng mệnh sinh ra nước Việt nó khó, có một cái là mình là ở ngay giờ tiếng 17, là mối hàng, là sứ giả hòa bình, là cha mẹ gửi truyền tin xuống kêu mọi người không được trả thù, không được oán hận, nước Việt có cái nghiệp, vân vân và vân vân, không có bắt chước kiểu 75 cho ra ngoài bắt đồ nữa. Là tức là tất cả trong tương lai mỗi một người nào có lỗi thì sám hối, ở bề trên đều tha hết, mà họ có chịu sám hối hay không mới là quan trọng, họ chịu quay đầu hay không. Tại cái đồng tiền á, với cái cuộc sống giàu có đó, con người ít bao giờ có thời giờ để mà hiểu về tâm linh lắm. Cho nên cái lối ngồi thiền mình vô chỉ hồi nãy tuy nó đơn giản, nhưng mà biết đâu trên mạng những đại gia bắt chước, bắt rồi từ từ cái bắt đầu chỉ ngồi thiền họ mới nhìn được, họ mới công nhận sự thật. Thì từ đó con người sẽ thay đổi. Một người tỷ phú, một người giàu, người đó sẽ làm cho những người ở dưới, những người làm cho họ hay là những bà con bạn bè đi theo, thì một cái xã hội nó sẽ tốt đẹp lại, bằng từ độ được một người cao bằng hơn cả trăm người bình dân. Trên livestream có ai hỏi gì nữa? Bữa nay mình livestream cái này cái bọn cũng vui hả? À, văn minh luôn, thời đại để khỏi ai comment. Nói anh cứ quay anh bỏ lên không mà. Có điều tôi hơi lo cái là có một số họ cứng đầu lắm, đi nghịch thiên. Nghịch thiên hả? Phân làm sẵn cây giường sở thú rồi. Cha trên làm sẵn giường sở thú rộng lắm. Nó cũng giống như là Africa Zoo vậy đó. Thả vô đó mấy người con cọp ăn con nai, tử khờ khờ thì đầu thai cũng giống như nai thỏ vậy đó. Còn mấy người hung dữ cũng giống như mấy con cọp, mấy con cáo vậy. Gược nhau chạy ăn nhau cho đã, đi trả thịt qua trả thịt lại. Đó là giai đoạn cuối, giai đoạn đầu của Việt Nam. Một số thì muốn hạ cánh an toàn, một số họ muốn giữ cái quyền lợi của họ. Tôi lo cái đó. Cơ trời đã định một giờ là xong, một nóc đèn là xong. Khi mà thay đổi á, nó thay đổi cùng một lượt toàn thế giới. Thì theo hồi bữa con nhận được cái tin này á, là khi một sự thay đổi mà toàn thế giới đó, chỉ cái điều duy nhất đó là cái trái đất này ngũ hành sẽ đứng lại. Thì là tất cả mọi thứ thay đổi hết. Nghĩa là không có tàu nào, không có vũ khí nào, bom hạt nhân nào mà nổ hết. Thì thằng nào như nấy, thằng nào bự con vật lộn nhỏ con, đúng không? À, xong. Thầy theo con đoán là như vậy. Vì thầy cứ vậy đó. Đừng thấy như vậy, trời ơi, cơ trời đã định một giờ là xong. À. Thầy nói như vậy thì chỉ có cách đó mới giải quyết được. Thôi. Nghe là ngũ hành sẽ đứng. Cho nên thường bữa giờ con kêu mỗi người làm cái qua ly, chuẩn bị đèn pin, đồ ăn đồ để sẵn trong nhà mình đó. Mình đâu biết ngày mai mặt trời nó không mọc lên chừng 7 ngày thôi, mình thấy tối thui làm sao? Chết thì không chết. Còn sợ á, thì những đứa con họ thiên biết ngồi thiền ở đâu gì đâu sợ. Ô, tôi nhắm mắt tôi ngồi thiền, kệ ngoài không có mặt trời kệ nó. Trong nhà tôi có hũ gạo tôi sống được 5 ngày được rồi, chờ mặt trời mọc lên lại.
Nhưng mà những người mà không có phải là họ thiện nghe, họ sẽ hoang mang á, họ sẽ dắt súng vào nhà mình, thì lúc đó mình chạy đâu thì tự tính, lên xe giọt. Mấy thằng Mỹ đói, Mỹ đen đói. Cho nên mình có cái Thiên Long Sơn á, gom lên đó mấy chục nghìn người. Là trong sấm cơ có nói thưa quý vị, 7 ngày 7 đêm, tối trời tối đất. Lúc mà tối đó thì vợ chồng buộc nhau, buộc đường nhau. Nhưng mà sau 7 ngày rồi, trở ra rồi nhìn không thấy chồng mình chích chích đùm. Không thấy vợ mình, không phải con mình chích đùm, tự động chích đùm. Đó là cơ trời, như Ngài nói đó. Cái đó hơi cao siêu quá, còn cũng khó hiểu á. Dạ thưa quý vị, trong sấm cơ có nói rất rõ, bạch văn chứ không phải là... Con chỉ biết được là con có một cái cuộc nói chuyện không bao lâu, cách đây chừng mấy tháng. Thì mấy vị nói khi cơ trời thay đổi là toàn thế giới. Thì chỉ vậy thôi, mình không biết là cái mình nghĩ hoài. Thường thường mấy vị nói thì không biết. Thì con phải dùng cái trí khôn của thế gian, con phải phân tách lại. Và đồng thời cái ủa làm gì mà nó ngưng một lượt toàn thế giới. Thì chỉ có một cái là một. Là UFO nó bắn sập hết internet ở ngoài không gian, là ngưng hết, không có máy bay tàu ngầm nào, không có radar nào mà tức là xe tăng của Putin nó cũng cần phải radar, không cần anten nữa, không có điện thoại luôn. Thì lúc đó thì con nghĩ là vậy, thì con đoán là vậy đó. Trong sấm cơ cũng có nói thế này, trời ơi sao nó biến bay, sao ghe biến lội mà tại ai xe ngừng như vậy, tức là chỉ có cách là không ngủ hành, hoặc không ngủ hành thì mới xảy ra như vậy, tức là đúng thiên định. Cái gì đó trong sấm cơ của ông nó rất là rõ ràng. Em nó muốn nói một cặm cục này đặng văn nó nó bóp cái cụm chỗ đỏ này. Bóp như nè. Trong cái sấm cơ của bà giáo bảo có nói đó, là cái cười xấu biến bay, cá kia biến lợi tại ai sinh được. Như vậy thì theo cái diễn giải của bà giáo bảo của Nguyễn Sửa thì Ngài nói đó là biểu hiện cho lặng, cho phi cơ với lại cho xe cộ rồi đó. Như vậy tức là lúc đó không có hành rồi. Hôm nay ông nói như thế tức là nó trùng hợp 100% với cái điều mà các tín đồ bảo và đang nghe ngóng theo dõi và nguyện cầu được như vậy đó, cho nó nhanh. Nói về tín đồ hòa hảo thì có một số người hiểu, nhưng mà khi mà họ đụng tới dấu thiên tâm á thì họ nói Đức Thầy dạy là cái gì, một đời một đạo, một đời đến ngày chung thân, tức là họ cũng vẫn lì. Mà trong khi mình nói Đức Thầy á là dạy cho mình cái này, và đồng thời Đức Thầy cũng có nói sau này tất cả các đạo chỉ có là đạo thiên tâm mới đi toàn cầu. Bây giờ mình muốn đi xuồng ba lá hay là muốn đi ghe lớn nè, muốn đi trong trong lạch trong sông hay là muốn đi biển, cho nên mình mới nói cái này thì nó có một chút xíu hơi tế nhị, là 28 tháng 4 năm 75 hay là muốn mùng 1 tháng 5 năm 75 vậy? 28 thì giờ đó là hiểu. Mình không có lợi lộc gì, mình chỉ thương, tức là đã đi với Đức Thầy là 80-90% đoạn đường đời rồi, bây giờ còn chút xíu nữa thôi. Mỗi thằng đại tử này nó cũng hết ý hết lời rồi, giờ muốn làm sao? Chẳng lẽ Minh Dương là phải mặc áo lông bào mà kiểu như Hoàng Kiều á? Tại con chưa có thôi, chỉ có bộ đồ nhầm gì, cái này đồ sơ mi còn đẹp trai hơn nữa. Ở cái máu đó nó đam đau lắm thôi, mệt. Hoàng dài, cái gì hoàng bào, áo giả chân, chắc ăn luôn. Nửa tăng nửa tục lạ kỳ. Với lại mà Thánh Mẫu Lữ Hạnh có trong cái bài cơ đó là thầy tăng mở nước, vậy thời mới hay đó. Trong bài sấm cơ Đức thầy nói lái lại thầy tăng là thằng tăng.
thầy tăng đó, thầy tăng nghĩa là một người có tâm tu á, mở mở một cái đất nước mới. Chứ trước đây trong khám hành trình có nói đó, do người nào lúa một trên gì voi đi trên giấy, thầy tăng trở về tức là nó lái, không có vụ lái. Thường tiên tri mấy vị không giống người đời không nói lái. Thầy tăng nói tức là cái vụ mà bạc đó. Ý là nói là những kiếp trước con đã làm, mấy vị nhiều lúc không phải nhìn theo kiếp này, còn người đời mình nhìn vậy, trong mắt của Phật với Bồ Tát là nhìn suốt luôn nhiều kiếp. Chứ không phải là Phật với Bồ Tát nói riêng cái này là cái này. Thầy tăng mở nước, vậy thì mới hay. Lái là do mình, cái người dịch đó, là cái người tin dịch. Mấy vị dạ núi mình bị chi bộ cộng sản cấm không có được lên, nên mình lưu vong mấy cái chỗ này nè ngồi nói chuyện. Chứ được lên núi là sướng rồi, đâu còn gì để nói. Việt Nam là nhiều nhất, Việt Nam là mấy nghìn người, ở Việt Nam là mấy nghìn người, ở Mỹ này á không có nhiều người, ít lắm. Mà Việt Nam thì phải ngồi chờ. Đức thầy cũng đang bên Việt Nam mà, ông đang bệnh, cụ đang bệnh. Cho nên những người mà trí tuệ mà dựng nước sau này á, những nhà trí thức á, nó hàng triệu người ở Sài Gòn á, hiện giờ á, họ âm thầm. Và đồng thời những người mà có linh căn á, cũng có mấy nghìn người á. Cái lực lượng của mình lên Mỹ là mỏng thôi, ít thôi. Còn cái lực lượng bên kia mới dữ á. Tôi đang nghĩ là sao? Hả? Con á, đừng có đem củi với chổi chà với còng số 8 ra phi trường là con mừng rồi. Cho con xuống bình yên là được rồi. Có gặp qua ly cũng không sao. Mất củi thì đừng bị bắt. Đâu cần ai đón gì đâu. Mình đâu cần danh hay đâu cần gì vinh quang gì đâu. Chỉ cần đi về bển, cái công ty này sẽ tặng cho nước Việt. Cái công ty này gần 1 tỷ á, sẽ tặng cho nước Việt. Là tại công ty này nó dính vô Intel, nó dính vô đó. Mà nếu mà công ty này mà không tặng cho nước Việt, những thằng đó nó không có theo, thì sau này thôi sẽ tặng. Thì từ đó nước Việt tự nhiên có khai thác vô lẹ lắm. Nó làm thiệt á. Mấy đứa con nó quản ổn, nó bây giờ ba cho nước Việt Nam nguyên cái hãng vậy. Ủa, thì ba đâu có nghĩ gì đời này của ba nữa đâu. Cái hãng này gần 1 tỷ đô á, nó nhiều building lắm. Nhưng mà nó ăn chung với hệ thống. Cái là mình muốn cho thằng Mỹ mình mà quỳ với nước Việt á, là cái hãng này phải về. Thế giới mà muốn làm con di mạch á, là cái hãng này phải riêng. Cái ownership nó quan trọng lắm. Cá nhân khác, quốc gia khác. Mà nếu quốc gia mà ôn cái công ty này á, là cả thế giới quảng hồn là nó cũng chạy theo luôn. Đường đó là lẹ nhất. Suy nghĩ ra vậy không biết trúng chặt. Nhưng mà này mình nó suy nghĩ thôi, phải hỏi ở trên nữa. Này nó đang làm cho Intel bỏ 100 tỷ ở Mỹ này mở mấy cái gì mạch. TMC là hãng Đài Loan, nó mở ra 40-50 tỷ ở đây. Tại nó sợ mà khi Trung Cộng á, mà tấn công Đài Loan á, là cả thế giới này, cả chiếc xe hơi, cả computer, cả đồ gia dụng đều là xài con chip. Thì con chip đang làm phía sau lưng cái hãng này nè.
nó làm những cái đó, cái này toàn là những cái máy làm chip cho mấy thằng điện thoại iPhone với Samsung đó. Hãng em á hả? Hãng này là một trong những hãng của em thôi, hãng em nằm ở đằng kia nữa. Nó đang hoạt động, có người sao đang làm hết. Tại nó mới, tại vì mới bỏ vô đây 20 triệu, tại vì ở bên kia máy đầy hết rồi, chạy ầm ầm bở, rồi giờ nó kêu mở rộng để mà cho kịp thì mình lại spend cái gì đó. Những bình thường để mình lấy tiền để mình sinh hoạt chứ đâu phải là đó, một ngày nó làm 1 triệu á. Ừ, cái này mình đang nói đạo, còn cái chuyện làm á thì con đã về hưu rồi. Giao lại cho thằng con nó là President CEO của Yahoo gần 5 tháng 5 rồi. Từ lúc mua Thiên Long Sơn á, giao lại hết cho 500 người làm. Thì thằng con nó là nó đang là President and CEO, nó không có liên quan vậy. Nhưng mà chỉ có liên quan là muốn lấy tiền nhiều cứ việc lấy. Tại cả đời lập nó ra lúc 10.000 đô năm 1993, tới hôm nay đừng tỷ. Tức là những cái máy, những cái building này phụ trợ ốp hết đúng không? Ít nhiều mà không lấy tiền rent á, lấy cái cũng 50.000. Cái chùa ở bên kia 18 triệu. À, thì nó xài khúc đầu mà khúc sau á mà là nó cũng để ba cái đầu kho của tụi nó. Mình lấy tiền rent cũng 40-50.000 tháng mà mình không nó là mừng rồi. Chị ở đây hả? Em đây nhưng mà em đâu có nổ như mấy thằng đại gia chảnh. Hiện thời là chủ việc mình được mấy chỗ chùa để phương tiện cho có cái chùa 18 triệu, có 3 ông thầy. Mỗi một sáng thời không vô phi là 5 giờ rưỡi sáng, không ông nào thức dậy đọc kinh hết. 18 triệu. Có nhiều người nói sao anh không mua cái nhà 2 phòng 3 phòng cỡ 1 triệu anh về mấy ổng về. Nó không phải, tao mắt tao không có nhìn mấy ông đó, mắt tao nhìn cái triệu mấy ông ma đang bển. Nó cờ nó tu đó quen rồi, về họ đi tội nghiệp. Em thương người thường cũng như thương ma vậy đó, ma nó bạn em mà. À, cho nên nể là nể mấy ông ma, chứ mấy ông đó là nhầm gì. Ma tăng đó, chỉ là đi du học qua Mỹ thì theo diện của ông Kim Sơn bảo lãnh qua ở đây thôi, không ông nào biết đọc kinh hết. Ngủ với điện thoại. Tại cái chùa đó em không có là chủ nữa, em giao cho mấy Phật tử lo. Còn mấy Phật tử tu cà gù cà gật bị mấy ông thầy đó dụ để vô đó ở thì đó là phần của cái ban ở bển. Đó là chuyện của chị Liễu Nghiêm, chuyện của bà Mami, em giao bển em không có đụng bển. Đó là họ không có cái tầm nhìn. Còn cái tầm nhìn của em á là mấy ông đó không thể là nó tu là có nghề một. Giống như chị nghề vũ móng neo, chị biết vũ móng neo. Còn tu có nghề một từ sáng tới tối 365 ngày năm này qua năm nọ. Cuốn kinh có mấy trang thôi mà không thuộc, mà cũng không làm đọc nữa. Vậy nghề gì? Nghề không hả? Nghề mặc áo xin tiền à? Em không phải là xỉa xói nhưng mà em nói thật, suy nghĩ đi. Còn thí dụ mình quá trời nhiều nghề, em là muôn trùng nghề. Hồi xưa em làm cái hãng này là thơ ký cũng là em, mua hàng cũng là em, giao hàng cũng là em, kỹ sư design cũng là em, rồi thợ đổ xi măng cũng là em, thợ điện cũng em. Tất cả nghề là mặt đời. Còn hiện giờ nghề gì nữa? Nghề xây núi, nghề cái này không phải không biết nghề không nghe. Rất nhiều chuyện lắm. Còn mấy ổng chỉ có 5 giờ sáng đọc cuốn kinh mỏng vậy phải không? Thập chú Lăng Nghiêm mà không nào thuộc. Là mấy ổng nghề gì? Vậy đi bộ ngang đường này nè, đây sau lưng cái building này tới rồi.
em đụng vô em bị chửi. Tại cái Phật tử ở đây nó lì lắm, nó chửi em 4-5 năm nay. Không cần biết ông thầy nệm gót chân em là em bị chửi. Ông nào mà rời khỏi chùa là bị chửi. Hồi xưa thầy ông Lai rời khỏi chùa em cũng bị chửi. Nên là không có đụng vô, ai muốn làm thì đó làm. Ok. Dạ, tại em tại... Có ai chở đi không? Em đợi, nãy giờ cũng đợi. Ok, có ai trong nhóm trong núi chở đi. Chứ còn đi mình đâu đi được. Tại có nhóm trong núi mà lỡ thằng Ranger ở ngoài đầu đường nó chặn lại á, thì mình có người mình trả lời phải không? Ok. Dạ, cảm ơn. Dạ. Con đọc coi có ai hỏi gì nữa không? Rồi cũng mệt rồi. Giờ chỉ trả lời là khỏe nhất, hỏi bác nghĩ ra ý kiến gì hết. Nha chị. Ở này hai bà con. Dạ. Okay, xin phép thì đi lên núi. Dạ. Cha mẹ xong rồi trở về ngày mai sáng sẽ đến. Dạ, okay. Dạ, 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 cứ tự nhiên. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, dạ, chào mấy chị. Câu hỏi có cái máy trà cội âm IMF có chính xác không? Có. Tại vì cõi âm với mình ngồi thiền mấy vụ mà energy rồi đó, là nó có cái máy đó, nó đo được cái hào quang đó, hiện giờ có đó. Thì họ cũng có cái tầng trường âm á, thì mấy cái máy nó đo chính xác là đúng á. Nhưng mà mấy người tu như mình khỏi cần máy, đi tới đâu là biết nó có hay không rồi. Người thiền với chị bệnh cao máu, mỡ, đường, luôn bệnh gan nữa. Bệnh yêu cũng chị luôn. Thằng nào mà yêu nhiều quá, ngồi thiền cũng chị. Nó là chị bệnh yêu, bệnh gan, cao máu, thất tình, bệnh tham, bệnh nhậu chị luôn. Mấy thằng xì ke nó không bao giờ bỏ được, nhưng mà nó ngồi thiền á, nó bỏ xì ke được. Tại khi ngồi thiền á, ở sau lưng mình á, sau cái đầu mỏ ác á, nó tiết ra cái chất gọi là aphenia gì đó, cái chất mà phê phê sướng sướng giống như hút cần sa, hút xì ke vậy đó. Ngồi thiền nó cũng tiết ra cái chất đó. Cho nên khi ngồi thiền là không cần hút thuốc, bỏ hút thuốc luôn. Trời Phật là bát y dương mà. Sư phụ mà không ngồi thiền á, thôi chắc đủ bệnh. Nên mỗi ngày uống thuốc nửa tiếng là chắc ăn. Khỏi uống thuốc đường mỡ tiểu đường nha. Cao máu gì chứ. Cứ mỗi ngày cứ nửa tiếng. Thuốc đó là rẻ tiền, không cần phải mua. Câu hỏi là làm sao biết mình đã ngồi thiền đúng cách hay không? Như là Phật. Ok. Để đây quay đây. Rồi đây ông ta, ngay ông ta. Đây. Ok, để chân lên đây. Quan trọng nhất là thả lỏng người ra. Bán ta muội. Ngồi thẳng cái lưng lên. Lấy mắt, lấy cái trán, nhìn lỗ mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn rúng. Cho chụp cái hình cái tay chạy cái cái khi okay. Dạ, xin lỗi. Ok, mình lấy mắt thứ ba nhìn lỗ mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn rúng. Cứ thế mà làm 15 phút mỗi ngày, nửa tiếng mỗi ngày. Mấy đại gia
mấy đại ca đồ đang công việc lo đốt lò đốt củi vậy đó, cũng làm ơn bỏ nửa tiếng ngồi. Nhiều khi mấy ông bỏ nửa tiếng á, mà mấy ông khỏi phải đi đốt đống củi, đốt đống củi nó mệt hơn ngồi thiền. Củi cột trụ của nước Việt không à, ông bầu rồi không khỏi cần phải, chỉ cần ngồi thiền thôi là từ bi hỷ xả hết, không giận ai hết. Thì nếu mà mấy ông mà ngồi thiền là mấy ông đâu có bắt bà Trương Mỹ Hoa làm gì. Thẳng lên, thở ra, cứ thế mà làm, hít vô thở ra. Rồi mình cứ quán chiếu. Mình quán hồi sáng 7 giờ mình làm gì ta? Thức dậy chà răng. 8 giờ làm gì? Đi chỗ kia. 9 giờ làm gì? 10 giờ gây lộn ai? Khi mình nhớ từng giờ mình quán cái đó đó, thì đến những cái chuyện mình làm sai đó mình cũng sửa nữa. 11 giờ mình tính gì? 11 giờ mình tính kéo đám công an tới gõ cửa nhà bà Trương Mỹ Hoa. Thì cái mình ngồi thiền cái mình khựng lại, mình không gõ. Thôi gõ không còn nghiệp người ta. Quán gà quán sao không? Đó thì cái đó là quan trọng. Cho nên mấy đại ca mà chịu ngồi ngày nửa tiếng giùm em đi, mấy đại ca sẽ thành Phật á. Cứ thế mà làm. Người tại sao bắt bao đồng lửa làm gì? Phải làm từ thiện mà. Mình ngồi mình quán cái tự nhiên mình đã bả. Đó là ngồi thiền vậy, nó sẽ không có bị gì hết, trị bệnh đủ bệnh. Đây. Mười lăm phút đầu nhắm mắt, 15 phút sau mở hí hí để kiếm nắm đậu đỏ, đậu đen với đậu trắng bỏ ngay trước mặt mình, hay lại có cái tấm tiền in xuống vẽ chữ khổ, cứ nhìn vô đó, nhìn đến khi nào mà cái hộp đậu đen hoặc hộp đậu trắng á nó nở ra bự bự lớn này nè, cũng giống như nãy đứa nào nói lần lần á thì giống như người bự á, thì lúc đó mình đã vô định rồi. Hơi sơ thiền. Thì lúc đầu thì 15 phút nhắm, lúc sau mở giấy nha, đừng có mở chằn quạt lên. Thế mà làm. Hả? Con nhìn thấy nó chèn chấp mà blue nó nhảy là đúng. Tại nãy còn có bấm cái màu đỏ không? Đừng có bấm cái đỏ nút đỏ. Nó đang chạy mà. Cầm dưới này thôi, đừng có cầm cái nút đỏ này. Không phải là thầy kiếm anh Phúc NG gì đó, sư phụ chỉ đưa người thoát luân hồi sanh tử, cho cái tên họ thiên, đưa cuốn kinh biểu ngồi thiền, chứ còn NG là của vẫn còn lần quần thế gian, vẫn còn ở dưới cõi này. Cho nên kiếm mấy thầy nào thích nổi tiếng hay là tụ tập đông đảo rồi á, kiểu Lý Hồng Chí rồi kiếm mấy ông đó vô chỉ cái là về trời luôn, không có tái sanh nữa. 12 giới luật, cuốn kinh Thiên Tâm, dấu hiệu Thiên Tâm, ngồi thiền là để mỗi ngày mình có căn bản để sống. Xong nhiêu đó đủ bộ rồi, hiểu không? Trời ơi, cầm gì mà chỉ nó chí. Ai hỏi mấy câu. Hỏi mấy cái đó nó không có thực tế. Cái chuyện chết trước mắt này không hỏi. Hỏi mấy cái chuyện đó. Cả ông Đê Vinh siêu cỡ nào nữa cũng sai. Gì con? Hồ nói hoài. Bò vàng giờ thành bò trắng có sao không?
đổi cái áo thôi, dục đóng áo đốt, mai mớ áo mới lại đổi màu, gọi là biến chất mà. Chứ giờ con nghĩ nước Việt á, mấy triệu người đang nắm chức vụ, cái rầm một con kiếm đâu mấy triệu người mà hiểu về cái ngành nghề của họ đang làm. Cái gì cũng phải từ từ, bởi vì Phật mới nói mình gọi là không có trả thù là vậy. Biến chất chứ đâu phải là đốt nhà đâu. Đâu có xe tăng ủi sập cổng Vinh Độc Lập. Nhưng mà nói cái này mấy thằng chống cổng này nó ghét luôn. Không có hiểu thiên cơ. Biến chất. Tức là màu vàng đổi thành màu trắng trong cảnh sát. Rồi quân đội hiện giờ đang màu gì ta? Màu lá cây phải không? Màu lá cây giống giờ một tướng của Việt Cộng với một tướng của... Đứng nhau, hai ông mắt hí hết. Bảo đảm mình biết ông nào là nước nào luôn á. Trời giống nhau quá. Thôi giờ mình bắt chước Mỹ nha. Tướng của Mỹ mặc đồ sang không? Tướng Mỹ mặc đồ gì ta? Đó thì mình nói vậy đi. Tướng Mỹ. Nhưng mà cái đó mấy ông á phải kiếm. Nhưng mà những người đó phải những người thuận thiên kìa, người nghịch thiên là không biết à. Đã nói rồi, cơ trời đi hàng nghìn năm, cái con người của mình á, nó y như là một đám heo vậy đó. Đám gà đi, heo hơi nặng nha. Bữa nay nói nặng lời quá. Đám gà vô tư hơn heo phải không? Chạy lăn trong chuồng. Mấy ông công an này cũng vậy thôi à. Mình là gà, ổng cũng là gà thôi. Vì sư phụ nói sư phụ là con gà cũng là đang ở trong chuồng nè. Tức là mà mang thân người là gà đúng không? Thì mấy ông cũng là gà thôi à. Cha mẹ là giống như là đang coi coi mấy con gà nào, con nào mà điên, con nào hăng máu, bắt nó bỏ riêng, hay là cho mà lên làm gà quay hay gà sói mỡ. Thì là ý như vậy. Chứ đừng có ngồi mà cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Nếu mà đẩy xe được 2 năm trước, nước Việt những người giàu đâu có bị bắt dễ dàng vậy. Nếu trước tháng 2 ngày 24, Putin là người giàu nhất hành tinh này đúng không? Mà hôm nay tàn tạ nhất hành tinh này đúng không? 10 năm trước, 5 năm trước, Trung Cộng ai cũng mắc nợ đường tơ lụa. Hôm nay đói gách, sắp sửa te tưa, đúng không? Thì mình nhìn đi. Đó còn cãi với trời nữa cũng biết làm sao nói. Cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Cái gì mấy cơ trận gì? Cái gì mấy đưa. Mà có nhiều người người ta không có hiểu tâm linh. Có nghĩa là họ là tam vô. Vô thần tức là họ không có tin tâm linh rồi. Trung Cộng nó đập chùa, đập nhà thờ tức là không có tin Phật. Vô thần, vô tổ quốc, tức là không có tổ quốc, chỉ là biết cát mát thôi. Đảm thôi. Không có gia đình, cũng như bác Trường Chinh mình á là lấy xe máy cài cài cái đầu của mẹ mình đứt chơi vậy đó. Đúng không? Thì cho nên là bây giờ mà Phật thánh tiền có xuống, có mang thân phàm mà ngồi nói chuyện, họ cũng không nghe, họ nói thằng khùng. Khùng hay không á, họ đột tử rầm 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 á, chết thành con ma, xuống địa ngục cũng vẫn nói kiệt khùng nữa. Nói đi. Tôi khùng, tôi lấy 1 tỷ, tôi đi chơi, tôi sướng, tôi ngồi đây, tôi nói gì nãy cũng khô cổ. Những cái clip này lưu truyền nghìn năm á. Cái gì? Thế giới thứ ba hả? Con chỉ biết được mấy vị nói sẽ có một ngày thầy sẽ xuất hiện, nhưng mà ngày thầy xuất hiện biết, nhưng mà con chỉ biết là
Trăng đó. Ừ, Trăng này chắc là Tết năm nay. Người đó đưa microphone di động cho tai nói vậy đó. Cầm cái microphone nó đừng có cầm ngay cái nút đỏ, nút đỏ. Những người mà làm nghề chăn nuôi sát sanh thì chết linh hồn sẽ ra sao? Chăn nuôi nuôi cái gì? Chăn nuôi chung, nuôi gà, nuôi heo. Thì ví dụ vừa nuôi trâu, vừa nuôi gà, vừa nuôi heo thì 10 kiếp làm trâu, 10 kiếp làm heo, 10 kiếp làm gà, 30 kiếp thì cái tuổi thọ của con trâu nhiêu thì mình tính đi. Thì sao bắt đầu mới không, trước đó là xuống địa ngục. Địa ngục bị ẹt đủ kiểu ẹt hết á. Là chết cả ngàn lần, người xuống địa ngục chết một lần là có phước. Sợ chết ngàn lần á, đau cũng y chang như mình á. Đau cũng như người đời mình, tại cái tri thức, cái cảm giác nó giống như vậy. Thì chết, cái xác đâu phải như xác mình đâu, chết bằng cái chân linh đó. Khi chết nằm đó, cái thân hình mình bị cưa làm hai, đứt. Rồi xong cái ông Phật Địa Tạng đó, ông thổi gió xảo phong, ai cũng ngồi vậy đứng dậy. Đứng dậy tưởng đâu sống tiếp. Thấy có con quỷ từ xa chạy tới nuốt vô bụng. Rồi nuốt vô nó nhai cho đã, rồi cái chết tiếp. Xong nó phù ra ngoài. Sao mấy ngày Địa Tạng thổi với sẽ vòng sống lại. Sống lại cái rồi đi nữa. Quán hồn tháng đóng cột đồng. Bắt vô tệ tự động nó hít vô hết. Tại cái này ngoại tình quá mà. Hít vô cột đồng cháy xèo xèo nóng quá là hay cơm sùm. Cái ngày Địa Tạng thấy tội nghiệp sống lại. Cái đầu đi tới cái cầu. Con đóng cái xấu dưới con kia sẽ y như là ông mình biết sợ để cho nó record lên những cái khủng khiếp đó, là khi mình vô cái bụng mẹ rèn luyện ngục phải không? Ở bên kia dùng danh từ hay lắm, nó nói địa ngục đi không, luyện ngục có đạo không con? À, tôi đạo Phật. Ô vậy là không có đạo. Thế là họ dùng danh từ không, mà luyện khỉ, địa ngục và tức là địa đi. Ừ, kiểu như vậy. Thì cứ thế mà chết cả nghìn lần. Mình làm bao nhiêu tội mình chết nghìn lần. Thì xong lúc đó mới đầu thai lên đó, mấy con thú mà họ nuôi. À, tức là loại nào họ nuôi họ đầu thai lại chăng vậy. Cho nên lúc mà có một lần năm 2014-15 hộ về Việt Nam, ăn ở ngoài bờ đê, nghe khoảng 500-600 con vịt hãn nó bu vòng ở dưới, có mấy cái ao cái nó ghĩa mấy con tép. Cái lúc đó tự nhiên nghe để thẳng lưng lên đọc kinh môi ra bài, đọc kinh Chúa Giảng Sanh, vừa đứng lên tiếng hồ 500 con vịt nó quẹo chết hết. Cái lúc đó ông vịt hãn, ông cũng chủ vịt đó, ông không biết gì. Cái ông qua ông nói với nhỏ em đó, vịt tôi làm sao chết nó không biết, nãy anh tôi ngồi đây cái nó bu nó ăn bình thường. Thì lúc đó mấy vị thần mới nói á, là khi mà kiệt đọc chú giảng sanh á, là cái chúng sanh á, mỗi chúng sanh đầu thai thành vịt nha, mỗi một người đó thì là họ có phước, thì họ được xả cái thân làm thú rồi, họ sẽ tiến lên làm người. Tức là mấy con vịt đó nó có phước á, là hôm đó thôi. Tức là mình ở Mỹ từ ngày đó tới ngày hôm nay là như mười mấy, gần người ta 8-9 năm rồi không có về Việt Nam nữa, và vật hy hữu mới gặp được mấy dịch, thì 500 con đó được độ. Nó bỏ cái xác đó nó đi đầu thai làm người. Nhưng mà bây giờ mấy con thú đó nó đi tự tử
có loài người mình là thuộc loài lì lợm nhất, không có biết sợ là gì. Chứ tất cả loài thú, cả cái cây này á, nó cũng có cái chân linh của nó. Con chim, con mèo khi mình tới gần nó cũng biết bay. Cái con người á là loại lì nhất thiệt á, thụ nó không phải là mình chết mình đâu à. À, chết trước mắt, hiện giờ chết trước mắt. Phật thánh tiên hạ phàm nói chuyện cũng chơi chơ, cũng lì lợm, cũng hung dữ, cũng chửi. Mà có những người đã biết đạo Phật, đã biết sợ chết, nhưng mà được bao nhiêu ngày, họ nhớ được bao nhiêu ngày. Cái nhớ lâu mới là quan trọng, và cái biết chừa mới là quan trọng. Chứ không phải sợ cái rồi cái hồi không chừa. Là loại thiền mà nó nhiều cái nước đục quá đó, nó không có chứa được những cái nước sạch. Thì con người mình là loại không có tỉnh thức. Còn con kiến, con chó, ví dụ đó, động đất hay là con này con kia, con chim, khi mà có thiên tai địa chấn á, là mấy con đó nó phát hiện trước. Chỉ có người mình á là không hiểu lý do gì nha, mà lì lợm nhất. Nói hơi nặng đấy à. Hơi mệt rồi, là biến nói chuyện. Thế thì hỏi trả lời cho khỏe đi, suy nghĩ mệt quá. Nói từ sáng tới giờ 12 giờ 5 tiếng mấy sao? Một người mà đã tạo quá nhiều nghiệp giết sát sanh nhiều quá đó, họ sẽ bị những cái bệnh gọi là chết yểu, đột tử sớm. Còn mà lên trên núi mà có một hai lần cũng chưa đủ nữa. Tại vì cái lại gia thức mình giống như cái tấm bảng vậy, tờ giấy trắng vậy đó, nó viết nhiều cái chữ ác nhiều quá à, nó nhuộm bàn tay máu đỏ trà đầy hết. Thì muốn tẩy ngàn buổi phải có nhiều thời gian lắm, như dấu xăm mình vậy đó à, dấu xăm mình vô đây nhiều quá. Người không có xăm có nghĩa là người không có làm tội á, mà lên đó một hai lần sám hối thì được. Nếu còn mà nhiều quá đó, cái tâm họ vẫn còn gọi là sát khí trong người đằng đằng, cũng phải thách tham dữ lắm. Nghe giống như giờ bị lóng phèn nặng quá, mới lên phố tắm ngay đầu với chân vẫn còn dính phèn, anh nhất cũng cả năm từ từ nó mới trắng trẻo qua chứ. Cái kiểu nó như vậy. Cái gì? Đó, chỉ có dòng theo á, âm dương không có hòa hợp. Muốn cái đó phải là nói thường xuyên, ói cho cứ ói đã đi. Tại vì con người của mình á, nó có khí dương và khí âm trọng. Mà hai cái nó không có hòa hợp á, nó cũng giống như bệnh otico vậy đó, bị say sẩm chóng mặt vậy đó. Thì là do hai cái thể chất, cái lửa trong người, lửa âm lửa dương, nghĩa là giống như mình ăn đậu phộng nhiều quá gọi là âm, đồ ăn nó có âm dương nghe. À, mình ăn chớn là dương,
nghĩa là mình phải cân bằng, cân bằng. Còn mình dương không mình cũng ói, âm không mình cũng ợ, thì phải cân bằng đồ ăn. Rau cải là chắc ăn, ví dụ như như thịt bò là dương phải không, steak rồi thịt gì ta, nó có đó, nó có âm dương, ăn thua đồ ăn trong người mình. Nhưng mà cái đơn giản nhất mình biết là cơ thể mình có điều hòa hai khí chất đó hay không. Mỗi sáng sớm ngồi nhìn mặt trời chưởng ra nhận công, tức là trượt ma, nó cũng là luồng khói, nó cũng như hút thuốc vậy, hút vô phổi. Thì mình hồi nãy dạy thiền đúng không, cứ để tay nè bắt ấn rồi không, nhận lên kéo lên, mình kéo cái hơi lên mình chưởng ra một cái, tức là cho cơ hội nó ra, chứ mình đừng có nhốt cái trượt trong người mình làm gì. Thì người nào mà có ma theo, có âm theo á, từ từ á cũng sẽ khỏe lại. Nhưng mà về hướng mặt trời buổi sáng á, cứ làm thế mà làm, là đó là một trong những cách mà trị bệnh âm á. Mới làm thầy nữa hả ta? Dạ. Tại sao mà cái cõi âm đó, ngay cả tiên Phật gì đó, mà cái cõi vô hình đó nói chung như vậy, tại sao họ có thể dùng cái vật chất như thử là cái núi để mà họ ở đó, không phải là họ là vô hình, họ ở chỗ nào cũng được sao? Chẳng hạn tại sao mà thấy ma là nó ở cái cây, là ở cái cây thôi, tại sao đã vô hình rồi mà là không biết được. Giờ thấy giống nhánh cây này, cái nhánh cây này á nó nhỏ xíu như vậy, nó có thể ở 1.000 con ma được. Có những cái cây bự thì hồi là quá sang rồi, cho nên khi mình đốn cây á, mà cây ở đó là có biết bao nhiêu dòng mình ở trọng, nó chỉ cần biến nhỏ xíu thôi. Cho nên trong chùa một cái chánh điện của mình, mình ngồi chỉ có 10 người đọc kinh, nhưng mà thật sự ma trong đó là hàng triệu, cũng không có trón chỗ nữa. Bây giờ chị lấy 1.000.000 cái bóng đèn, chị pha một cái diện tích, chị chiếu xuống một cái diện tích nhỏ đây thôi, 1 mét vuông thôi, 1.000.000 bóng đèn dẫn xuống, nó có bóng thôi mà, bóng này chồng bóng kia đúng không. Con ma nó có thể núp trong một cái chút bóng cây này, nó biến nhỏ lại. Cho nên tại sao nó vô cơ thể mình được á, dễ dàng vô lỗ tai, vô bàn tay. Tại sao chẳng hạn như là nó vô nhánh cây đó mà nó không có vô nhánh cây khác? Giống như bảy con ma trong này, tại sao mấy cái nhà đồ ở đằng kia nó xây mới không vô ở? Tự vì á, nhiều khi bạn nó handicap rồi cái nó kéo về, nó ở đây quen rồi. Con ma nó dễ thích ứng lắm, nó không giống như con người của mình, nó cũng dễ thích ứng lắm. Khi qua cõi kia lúc đầu mình bị sốc, cái gì ai cũng mình cũng mất hết, mình không có ai để ý với mình. Nhưng mà biết rồi mình sống cõi đó, nó không có đồng hồ, cho nên ma qua quỷ nó sợ nhất là cái đồng hồ, mà đồng hồ loại có số đó nghe, có kim chạy, nó không có thích nhìn cái đó. Cho nên nhà trong phòng ai mà để cái đồng hồ mà có số á, là cũng là một cách trị ma. Như để con đèn ngủ màu đỏ, con ma nó không thích con đèn ngủ màu đỏ. Cái đồng hồ mà có số, chứ không phải đồng hồ kiểu điện tử mình. Mỗi lần nhìn nó bị sốc. Tại mình thì mình theo đồng hồ, còn họ là không có thời gian. Cho nên nhiều lúc nó sống ở cõi dương gian mình, nó 500 năm, 1.000 năm, nó cảm thấy giống như mới thôi.